Rồi, xin chào anh em nha. Hôm nay mình nhận một con iPhone X nha. iPhone X nha anh em. Màn này nó bị sai màu. Màn bị sai màu này. Khách yêu cầu thay mới nha. Thay thì thay thôi. Và mình chuẩn bị một cái màn GX AMOLED loại xịn nhất luôn nha. Loại xịn nhất loại 1 nha anh em. Giờ mình tiến hành mình thay vô thôi nha. Màn iPhone X thì nói chung thay cực dễ nha anh em. Cực dễ luôn chứ không phải là nói dễ là nha. Nhưng mà thay anh em nếu mà tự thay á, cẩn thận socket. Mình chỉ sợ nó chạm thôi. Chứ còn tháo ra thì quá là đơn giản. Nên thay là sợ không quen tay á thì nó chạm socket cái là nó có khi mất luôn luôn á. Đó, chứ còn tháo ra thì tháo như mình vậy là ăn thôi. Nào có cái nào khó. Màn đây thì cũng đã thay rồi. Thay rồi mà màn đây nó thực sự anh em là thấy không được ngon. À, cái màn gì vậy? Không ngon mấy. Màu mì sai màu hết. Tháo socket Face ID. Dễ dàng này anh em. Đó. Ok. Này thì anh em tháo cái cụm loa ra gắn qua là xong. Mình thay thì thay xong mình sẽ dán cường lực miễn phí cho khách hàng nha anh em. Đó. Màn cũ đó anh em. Bỏ nha. Thay cái màn mới qua. Bỏ cặp loa vào. Người muốn kêu ơi xong. Đó, back lại nha anh em, back off xong hết rồi. Đơn giản. Gắn hết mấy cái chân socket rồi xong rồi mới gắn cái socket pin cuối cùng nha anh em. Đó. Cuối cùng là pin này. Đóng nẹp lại. Anh em nào mà chưa thay lần nào á thì cẩn thận. Còn anh em mà vào vạch được á thì mua tự thay. Còn không mà gửi tiệp cho chắc ăn nha anh em. Tránh làm nó đổ ra nó bệnh mới rồi. Khốn khổ luôn á. Test thử nha.
đang lên nha anh em. Rồi màu đẹp đẽ đây, màu ok luôn. Mình ráp lại như là bát ốc đích là xong nha. Chúc anh em thành công nha. Rồi thân ái chào anh em. Cần thêm màn hình tất cả các màn cứ alo cho mình nha.